Trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới tập trung vào việc mua sắm vũ khí hạng nặng, Việt Nam được xem là có một lối đi khác biệt. Thay vì đầu tư vào các loại vũ khí công phá lớn, Việt Nam đã chọn đặt mua các loại UAV hay còn được biết đến là máy bay không người lái nhỏ gọn. Mục tiêu của họ là thực hiện chiến lược lấy yếu đánh mạnh nhằm bảo vệ sự bình yên của đất nước. Nhiều nguồn tin uy tín của Nga đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đang sở hữu một lực lượng UAV hùng hậu, luôn sẵn sàng can thiệp khi cần thiết đồng thời tạo ra khả năng tấn công đáng kể trong các tình huống khẩn cấp trên chiến trường. Tin tức này đã khiến hàng loạt cư dân mạng Trung Quốc không khỏi bất an, đứng ngồi không yên, một số người đã đưa ra những bình luận châm biếm và lo ngại về việc Việt Nam sở hữu loại vũ khí mạnh mẽ này. Truyền thông Nga cũng đã tập trung vào nhiều binh đoàn UAV của Việt Nam, thể hiện sự ấn tượng và quan tâm đặc biệt. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu xem liệu Việt Nam đang thực sự nắm giữ trong tay một nguồn lực quân sự đáng kinh ngạc như những gì được đồn đại không nhé? Trước khi bước vào nội dung chính, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo nhé. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, khi nói đến quân đội UAV của Việt Nam, nhiều trang báo của Nga đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam không chỉ mua UAV từ Israel và Mỹ mà còn có khả năng sản xuất chúng trong khi các cường quốc đang tập trung vào việc mua các loại máy bay chiến đấu, Việt Nam lại chọn lựa chiến lược khác biệt. Với ý định tăng cường sức mạnh bằng việc sử dụng UAV, điều này là vì UAV là các thiết bị bay nhỏ gọn và một khi đã làm chủ được chúng, với số lượng lớn sẽ mang lại sức mạnh đáng kể. Ngày nay, thậm chí người dân bình thường của Việt Nam, từ anh nông dân đến sinh viên hoặc một thanh niên bình thường cũng có thể dễ dàng điều khiển UAV. Điều này là một thách thức không nhỏ đối với các quốc gia khác. Trong quá trình này, các dịch vụ mua bán UAV của Việt Nam với các quốc gia ngoài đã được kênh truyền thông trong nước báo cáo rộng rãi. Một trong những sự kiện đáng chú ý của Việt Nam là lễ ký kết hợp đồng với Mỹ và Israel. Trang tin Tuổi Trẻ Online của Việt Nam đã thông tin vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019. Theo đó, công ty Mỹ đã nhận được một hợp đồng giá trị là 47,9 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 1.120 tỷ đồng, để sản xuất tổng cộng 34 chiếc UAV Scan Eagle. Trong số này, 6 chiếc UAV đã được sử dụng cho mục đích trinh sát với tổng giá trị là 9,7 triệu đô la Mỹ sẽ được cung cấp cho Việt Nam. Các chiếc còn lại sẽ được giao cho các quốc gia Đông Nam Á khác bao gồm Malaysia 12 chiếc, Indonesia 8 chiếc và Philippines 8 chiếc. Hợp đồng này cũng đã bao gồm việc cung cấp trang thiết bị, dịch vụ sửa chữa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đối tác. Dự kiến hợp đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2022. UAV ScanEagle với chiều dài là 1,71 m và sải cánh rộng 3,11 m, được biết đến với cấu trúc máy bay nặng từ 14 đến 18 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 22 kg và nó có thể bay ở độ cao tối đa là 5 950 m. Tốc độ bay tối đa của nó là 66,3 km/h, trong khi tốc độ bay ở trên hành trình là 49,7 km/h. UAV này có sử dụng động cơ xăng hoặc nhiên liệu CP5, CP8 với khả năng bay liên tục suốt cả ngày và khả năng giám sát trên biển và trên cạn. Scan Eagle là một lựa chọn có chi phí thấp hơn so với các hệ thống giám sát khác. Nó có thể là truyền video thời gian thực cho người điều khiển và đảm bảo tính bí mật cao do không cần đường băng để cất cánh. Việt Nam đã ký kết một thương vụ đình đám với Israel mua các UAV Heron 1 trị giá là 140 triệu đô la. Theo trang Statewide, một chuyên trang về quốc phòng và quân sự, Việt Nam dự định sử dụng các UAV cho mục đích trinh sát chiến lược, bao gồm cả nhiệm vụ tuần tra bờ biển. Heron 1 là loại UAV hạng nặng được Israel phát triển và Israel là quốc gia tiên phong trong việc phát triển loại UAV này, không phải Mỹ. Sự thành công trong việc phát triển công nghệ chế tạo UAV của Israel đã tạo động lực cho công ty Neo Atomic của Mỹ để phát triển MQ-1 Predator cho chính mình. Heron 1 Phiên bản nguyên bản của UAV Israel có trọng lượng khoảng 1,2 tấn, tương đương với siêu phẩm Predator. Tuy nhiên, nó có thời gian hoạt động liên tục lên đến 40 giờ ở vận tốc tối đa là 205 km/h, cao hơn rất nhiều so với đối thủ của nó. Ngoài ra, Heron 1 có trần bay là 10 km, cao hơn khoảng 2 km so với Predator. Sải cánh của Heron 1 có thể rộng tới 16,5m, trong khi sải cánh của Predator chỉ dao động từ 13,2m, vì vậy không thể so sánh bằng được. Trong UAV Heron 1 được trang bị phần mềm thông minh có khả năng tự động cất cánh, hạ cánh khi thực hiện nhiệm vụ, điều mà nhiều loại UAV của Mỹ không thể làm được theo yêu cầu. Điều này cho thấy sự tiên tiến và sự phát triển của công nghệ UAV của Israel đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các nhà sản xuất UAV trên thế giới. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Việt Nam hiện đang sở hữu. Gần đây, việc đất nước hình chữ S tuyên bố thành công cho việc sản xuất UAV Hera đã gây chấn động trên thế giới. Theo các chuyên gia đánh giá, Hera sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội không kém so với các sản phẩm của các quốc gia nước ngoài. Hera là dòng UAV duy nhất trên thế giới có thiết kế nhỏ gọn, vừa trong ba lô cá nhân nhưng có khả năng nâng được tới 15 kg và có thể mang cùng lúc 4 thiết bị chính xác nó được tích hợp với phần mềm Project của Isen để tăng khả năng tự động dò tìm và định vị chính xác của các đám khói, đám cháy lẫn người bị nạn so với các dòng UAV hay drone cùng loại. Hera có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng cơ động hơn với sức nâng tối đa lớn hơn gấp 10 lần và khả năng gắn thiết bị đồng thời nhiều hơn gấp 4 lần so với bình thường. Khả năng xử lý dữ liệu của Hera cũng vượt trội hơn rất nhiều. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, uav hera đã hoàn thành một chuyến bay thực chứng trong việc cứu hộ và chứng nạn trên bầu trời xứ bravia của đức thành tựu này đã khiến đại diện của các công ty công nghệ và giới chuyên gia nghiên cứu ứng dụng kinh doanh lĩnh vực có liên quan phải cảm thấy nể phục vô cùng vì vậy không có gì ngạc nhiên khi công ty imers của mỹ đã đặt mua hera để sử dụng cho việc dò tìm khí ga bị dò dỉ cho thị trường dầu khí đồng thời sử dụng cho công tác cứu hộ và cứu nạn trong các khu vực công cộng của nước nhà ngoài ra các lực lượng thực thi pháp luật của california và texas của mỹ cũng đã đặt mua heo ra để huấn luyện lực lượng của mình từ những điều đã nêu trên có thể thấy rằng đội quân uav của việt nam thực sự là một lực lượng tấn công đáng gờm cho các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ chúng phù hợp với các cuộc chiến tranh phi đối xứng trong đó việt nam thường phải đóng vai trò yếu thế so với kẻ địch của mình đặc biệt các uav nhỏ gọn của việt nam có khả năng tấn công theo nhiều phương thức khác như tấn công đơn lẻ hoặc tấn công theo đàn chúng Điều này cực kỳ khó chịu và khó dò định vị cho kẻ địch. Hầu hết các UAV của Việt Nam có tầm bay thấp và phát ra tín hiệu radar rất nhỏ, làm cho chúng khó bị phát hiện bởi kẻ địch. Trong trường hợp kẻ địch muốn bắn hạ UAV của Việt Nam bằng tên lửa, họ sẽ phải đối mặt với chi phí lớn về số lượng đạn dược được sử dụng. Gần đây sự lợi hại của UAV của Việt Nam đã được một trang mạng lớn của Trung Quốc ngầm thừa nhận, cùng với đoạn video clip được đăng tải với tiêu đề tàu 052D Biển Đông của Trung Quốc bị máy bay không người lái của Việt Nam đánh bại. Việt Nam đã nhắc nhở Trung Quốc cần phải cẩn trọng. Dưới video, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý như Trung Quốc không nên chuyển giao công nghệ quốc phòng cho nước láng giềng để nâng cao năng lực của họ. Họ sẽ sử dụng những khả năng này để tấn công Trung Quốc khi cần. Hãy cảnh giác từ bây giờ, đừng đánh giá thấp Việt Nam. Bạn phải cảnh giác cao độ nếu họ có một thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái đó là lý do tại sao trung quốc cần phải chuẩn bị ngay các biện pháp đối phó có một cư dân mạng khác đã phản ánh rằng trung quốc đã lâu không trang bị biện pháp đối phó với máy bay không người lái thời đại này là thời đại chiến tranh không phải thời đại hòa bình một phút bất cẩn có thể dẫn đến thảm họa khó lường trung quốc nên tập trung vào việc chiến đấu với máy bay không người lái cũng như chống lại chúng đồng thời xây dựng một đội quân uav mạnh mẽ và hiệu quả giống như việt nam đang làm hiện nay còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người ở bên phía dưới và bình luận nhé. Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn mới trên kênh HNTV News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!